Rồi ở bài trước thì thầy đã giảng cho các bạn cái phần sign up, đấy, sign in. Khi mà chúng ta đăng nhập này thì nó sẽ vào sign in đây. Đúng chưa các bạn? Và mình đang xây dựng cho nên là mình chưa có nhập cái gì vào đây cả. Bây giờ ta đi tiếp tục lấy một cái nữa là sign up. Đấy, chúng ta lấy form ở trên bút chat nhé. Trong phần bút chat thì chúng ta chọn vào document, xong các em chọn phần form. Form này tuần này ta xây dựng cái phần ta xây dựng cái form. Form có phần đủ các thứ, tức là email, địa chỉ, vân vân. Để thầy tìm một chỗ nào nó giống. Đây, làm chỗ này nha, lấy chỗ này. Chỗ này xong ta thu nhập vào. Form này gọi là đã làm form sign up. Ok. Rồi, bây giờ các em vào trong view. Ta vào trong view nhé. Login. Bây giờ chúng ta vào sign up. Đang đi CVS em sẽ ok phần form chỗ này cho sáng đi cho phần tiếp phần form khác vào. Thế trong cái phần form đây, login đây thì cái phần setup đây đó, chúng ta sẽ thêm một nút là nút setup. Các em copy cắt cái này ra. Đây nhá. Bây giờ ta xuống dưới ta vẫn vào chỗ sẽ
Bây giờ các bạn cho cái controller vào chỗ phần đăng ký nhé. Là đăng ký, chúng ta ghi là đăng ký. Đấy. Đăng ký và chúng ta tiếp tục cái nữa là sign up. Làm sign up. Các bạn đặt tên thôi là nó sẽ đúng. Đấy. Các bạn không đặt tên gì cũng được. Nhưng mà đặt tên thì phải đường dẫn, phải giống giống nhé. Sign up rồi, ok. À, bây giờ chúng ta sẽ chạy vào nhé. Lúc này cho nó chạy. Bây giờ ta phải chạy ra chỗ mình ta làm động tác như sau. Chúng ta sẽ cho nó một cái nút button rồi. Đây chúng ta link. Kiểu này thì kiểu bắt ẩn thôi. Các bạn thay chỗ này vào cho thầy. Nếu chưa được thì chúng ta bỏ kiểu đi. Chưa có đúng không? Nó chạy sang rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong trong đây. Chúng ta sẽ làm một thao đơn. Bây giờ chúng ta ghi chỗ này đăng ký. Rồi tiếp tục đăng ký. Đăng ký rồi sign up. Đây đường dẫn rồi nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới sang phần đăng ký rồi. Phần đăng ký của chúng ta viết vào đây. Các bạn viết phần đăng ký cũng như là controller bình thường vẫn như thế đúng không? Code deny. Rồi các bạn tiếp cho thầy controller. Các bạn coordinate. Rồi các bạn tiếp cho thầy HTTP. Các bạn tiếp theo là request interface. Ok, use coordinate controller. Các bạn HTTP. Các bạn vẫn request. Các bạn respond. Đó. Bây giờ ta lại dùng chung, tức là cái đăng ký và cái đăng nhập đều dùng chung cái login này. Đây là chúng ta thử một cách dùng chung nhé. Đấy, dùng chung nó vẫn chẳng sao cả. Bạn hiểu chưa? Model
học xong đấy phải đi làm nên là mình cũng sướng. Vào nhiều cái framework khác như Zenbook này hoặc là Laravel framework đấy, các bạn học những cái đấy vào thì các bạn quá là tuyệt vời khi mà các bạn học xong phần này. Nhưng mà các bạn học thêm cho thầy một ít HTML và jQuery và Ajax nhé. Cái này cũng học cũng nhanh thôi, các bạn học một khóa bên ngoài nó cũng nhanh, không đến nỗi là chậm. Chúng ta ghi quản lý tiền và chúng ta ghi là login rồi trong phần đăng ký ấy nhá. Trong phần đăng ký thì chúng ta khai báo đăng ký extend controller đó. Tức là cái lớp đăng ký này nó mở rộng của lớp controller ra. Đấy, có nghĩa là như vậy nhé, các bạn hiểu cho thầy như vậy. À, nó mở rộng controller ra. Và bây giờ các bạn tiếp tục viết cho thầy là project. Các bạn đi, các bạn public đi. Chỉ cần project là máy của đặt cho nên là nó rất là ức chế. Thầy sẽ ghi là sign up model for public function. Hàm này hàm quan trắc nhé. Đó. Và ta xóa đi cái biến của thứ ba đi. Biến thứ ba ta để không để làm việc cả. Rồi các bạn viết xuống trong này cho thầy là this setup model các bạn bằng new setup model login model thì cả cái phần ở đây chúng ta làm tất cả chung vào một cái. Các bạn làm tách setup và login riêng cũng được và sai ao cũng được, nhưng mà bây giờ thầy làm chung thì thầy vẫn phải lấy vào trong này, vẫn phải vào lấy con model chúng ta nhá. Rồi chúng ta ghi cho thầy cái helper gọi thư viện help ra bạn ghi cho thầy là url đấy và form. Okay. Thế nào bây giờ ta thêm các hàm vào thôi. Hàm thì bây giờ ta gọi cái sign up ra, đúng không? Public function. Đây là bây giờ cần con chắc rồi nhé. Bây giờ các em mới ghi là tên hàm là sign up. Đúng nhà giao tư của chúng ta đúng chưa? Rồi sai hết rồi, ok ngon rồi. Rồi chúng ta vào đây, vào phần đăng ký sai hết. Thì chúng ta sẽ ghi ra cái eco view. Eco view ở đây thì gọi cái view setup ra để chúng ta sửa. View setup của chúng ta là đây quản lý điện rồi setup ta để nguyên đây ta xem nhé. Bây giờ chúng ta xem này, đăng nhập
đăng nhập mà chưa có thì chúng ta sign setup. Đấy, setup ra rồi. Ngon chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sửa nhé. Hai cái này là địa chỉ thì bây giờ ta sửa là first name và last name. Đấy. Ta sửa xuống đây. Ta vào trong view. Rồi ta sửa được cái email này. Input thay email được rồi. Bây giờ chúng ta sửa là name. Email. Đấy. Email nha, chúng ta sẽ sửa theo cơ sở dữ liệu của chúng ta. Chúng ta vào trong Navigate này. Đây. Trong quản lý điểm sinh viên. Rồi. First name và email đấy, ta đặt tên như thế luôn. Email xong rồi. Theo password, user password. Đây, chúng ta chọn đi. User password, đúng không? Tiếp theo này. Chúng ta sửa giới tính nên email này. Password rồi. Đây là ở đây là first name. Cái này là nó hiện ra cho cái tên ở đấy nhá. Rồi first. Các bạn điền tên cho thầy ở đây là last name. Tức là nó lấy cái hộp tích box thông qua tên chứ không thông qua tai thì là kiểu thôi nhá. Còn class control với id thì kệ nó. Nó lấy vào cái tên này giống như ở cái bài trước. Ta nhập họ tên nó đều lấy theo tên hết. Đấy, name là chính là cái cơ bản nhất. Chúng ta chú ý vào cho thầy. À, bây giờ đến địa chỉ 2 email at last name kia là first name rồi đúng không? Giờ chúng ta tên phải viết đúng như thế nhá. Chúng ta password rồi. Bây giờ thầy mới thêm một cái nữa. City à? City mình không cần.
User set thôi. Đó, hai cái này select option. Option ở đây thì chọn cái select. Đấy, select ở đây chúng ta đi là thích là giới tính. Hay là các em ghi là users các em chọn đây option đây nhé. Bây giờ chúng ta xem option đây. Ta sẽ có thể cho option này là select ID. Chọn giới tính. Cái đấy thẳng hơn là trang trí thôi, không liên quan gì nữa. Cái phần là thôi, ta làm nó đẹp. Chọn giới tính. Đây là cái email này chúng ta cho như là name bằng user. User set đó. User set. Này thì chúng ta cho nó thêm một cái nữa là vai trò. Chỗ này ta bảo đi xóa đi cái này là cái gì đây, cái này là cái xóa nó đi. Ok xong rồi chúng ta set nhé. Rồi vai trò thì vai trò này ta không cần cho nó đây. Đấy, mật khẩu đây. Đấy, là mật khẩu.
là sai á, đúng không? Chỗ này thầy sửa tiếp. Vai trò cái này không cần, vì cái này chúng ta phải làm bảng bên trong, không nó lộ biết vai trò không được. Đây là size up. Một cái nữa chúng ta đưa sang bên ngoài, đây gọi là size in. Cũng ngược lại kia là size in. Đó. Và submit đây. Form chúng ta đặt. Ghi là sign up. Rồi thì hướng dẫn các em từng đoạn nữa nha. Rồi. Khi chúng ta ghi vào nhé, chúng ta ấn nút này nó sẽ ghi vào. Đó. Các bạn hiểu chưa? Rồi. Thế là để nó chạy được lúc đấy thì chúng ta lại phải xem lại danh sách. Phương thức là post nhé, em thi tay chúng ta phải chọn như thế. Vậy bên setup này chúng ta cũng phải là em thi tay bằng platform, rồi methods bằng post. Đấy, tức là post nó lên nó mới đẩy lên được, còn get thì là ra nhiều biến chúng ta không kiểm soát được. Thế bây giờ ta nhìn nhé, bây giờ ta mới thì ta mới khi nó lên rồi thì bây giờ ta mới cho nó về đến size up. Rồi xong, bây giờ các bạn tại phương thức là post và action, chúng ta cho action các bạn đi bằng cái này, bằng này là an toàn nhất, bằng này. Bằng này nha, bằng bay bây giờ là độ chấm dưới tách trên index chấm php. Rồi bây giờ chúng ta sang này lên size up nha, quản lý điểm. Rồi chúng ta ghi là đăng ký. Rồi ở đây chúng ta ghi một cái là ghi đăng ký. Đó. Ghi đăng ký này là chúng ta viết ra chúng ta chưa làm, đúng không? Rồi bây giờ sau đây chúng ta làm nhá, copy xuống dưới. Chúng ta ghi là đây là ghi đăng ký. Đó. Đây là ghi đăng ký. Đó. Giống như là chúng ta nhập mọi hồ sơ thôi nha. Bây giờ chúng ta nhìn lên này, chúng ta ấn nút này. Đấy, ghi đăng ký xong rồi. Ngon nhé, không thấy file là đúng là chúng ta chưa làm.
Nhưng giao tơ là chúng ta làm rồi. Sign in thì nó đợi chúng ta phải ghi nút này mình sign in. Đây, thầy làm luôn nút đấy nha. Nút đấy thì chúng ta vẫn vào chỗ phần phần set. Đó. Chỗ này chúng ta chỉ thay cái A thôi. A. Tay bằng time button cái ngược nhau nhá, cái up thì lại có cái in, một cái in thì lại có cái up. Đầu tiên là sai in rồi, đây sai in nhé. Sign in của chúng ta, chúng ta nhìn vào trên này. Đây là phần đây, đây là sign up đăng nhập, login. Sai in. Đấy, thế vậy là phải ghi chỗ này lại. Rồi. Lại chỗ này nhé. Đây. Sign up thì các bạn ấn vào sign up là nó sang đăng ký, đúng không? Đi đăng ký. Vấn đề là chúng ta đã làm xong cái việc này, ta đi sửa cái file, ta sửa xong cái phần sign up rồi nhé. Rồi ta đi sửa sign in, login nhé, sign up rồi login thì chúng ta cũng phải ghi chỗ này, email này, name. Ta sẽ làm là email address. Viết nó đúng thì nó mới lập trình đúng được, tức là cái bảng đây chúng ta đó, viết đúng như thế. Này mật khẩu và ta password thì nên chúng ta nên ở đây là user password. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chữ user chứ, user password à. Đấy. Đều có chữ cạnh chân. Login.
login chúng ta vẫn cho phương thức vào đây nhé. Nên login and kind monkey pass bạn cho methods post action thì ở đây chúng ta cũng phải cho ra một cái form login. Form này là kiểm tra login. Bây giờ chúng ta sẽ để tạm này đây nhé. Form ok. Bây giờ chúng ta sẽ xem sign up cho con đúng không? Đấy, đăng ký sign up xong thì trở về login luôn. Đó. Rồi bây giờ thầy làm cái phần sign up cho các bạn nhìn đã nhá. À, các bạn xem xét kỹ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần làm sign up. Ấn vào sign up này, làm ghi đăng ký đúng không? Rồi. Bây giờ thầy phải sửa lại chữ sign up này cho nó đẹp một tí. Rồi form post ghi đăng ký đó. Rồi mình phải hiện là mình ghi đăng ký này, vậy chúng ta sẽ vào phần đăng ký, ghi đăng ký. Chúng ta sẽ làm cái hàm public function ghi đăng ký. Hello echo nhé, thầy kiểm tra thôi. Echo hello đăng ký. Đấy. Ở bây giờ chúng ta thử xem nhé. Hello đăng ký. Nhìn cho các bạn đã ra rồi nhé. Sign up. Hello đăng ký. Ok. Rồi, bây giờ các bạn nào, các bạn để cho nó xuống dòng đẹp một cái, các bạn chọn vào đây sign up. Rồi các bạn đánh cho thầy vào đây. Đây là H1. Hai chấm ở trên nhé, các bạn chú ý đi. Chúng ta cho hai chấm ở đây. Đó. Rồi các bạn cho cái này ba đinh style ba đinh top chúng ta cho 30 nhé. PX là 30 điểm pixel. 30x là cái khoảng cách từ cái hàng cho đến đỉnh là 30 pixel. Đó, xuống chưa? Đấy, đó, ngon rồi. Thế là bây giờ chúng ta sẽ sang phần sign up đúng không? Sign up xong rồi. Đây là sign ra sign up nha, về đăng nhập ví dụ như này. Mật khẩu như này, họ tên vân vân, đấy các bạn nhập vào, chọn giới tính nam nữ, vân vân, thì chúng ta sẽ lấy để chúng ta ghi vào, thì phần ghi này cũng rất là đơn giản thôi,
xong cái phần này rồi nhá. Bây giờ thầy sẽ sang phần controller để ghi nó vào. Chúng ta sang phần đăng ký. Đúng không? Rồi. Bây giờ các bạn ghi cho thầy cái đăng ký như sau. Các bạn chọn như này nhé. Ta làm đơn giản thôi. Các bạn thế này, đi đăng ký. Các bạn cũng làm cho thầy một cái điền data. Đó. Data thì của chúng ta là bằng. Đó. Bằng hôm trước của chúng ta là. Rồi. Các bạn ghi cho thầy là thứ nhất là email address. Bằng zip.zquest.getva. Các bạn ghi cho thầy là email address. Phẩy. Tiếp theo này, data này nhé, các bạn nhớ cái data này. Đấy. Tiếp theo là first name. Thì chúng ta xem cái này, first name, last name rồi, ok, thằng gạch chân hết. Đấy, chúng ta phân lên bằng, ở đây chúng ta cũng zip request get va rồi chúng ta làm tiếp class. Chúng ta cũng bằng cho thầy bằng là zip request. Đó, thì chúng ta ghép ra và đây là chúng ta cái last name. Đó. Rồi chúng ta biết tiếp tục là user bằng last name nhé, phải nhé, nhé mà đó. Chúng ta sửa như thế này bằng zip request và chúng ta user giới tính, đúng không? Rồi đến mật khẩu. Rồi chúng ta sẽ đến mật khẩu. Passport. User password. Chúng ta bằng cho thầy cũng như vậy this
secret net và user password. Vâng, rồi chúng ta sẽ ghi vào. Còn các em kiểm tra nó khác rỗng hay là dài bao nhiêu thì em dùng đến hôm trước. Đấy, ít như vậy. Nhưng mà đây là thằng làm luôn. Thì riêng cái mật khẩu này nhá, thì các em phải làm cho thầy một cái này, mã hóa chữ MD5. Để cho nó lấy cái mật khẩu mã hóa thành mã hóa MD5, người ta không thể phá ra được. Đó. Và cuối cùng là chúng ta lấy thì ta sẽ ghi vào cái này id là một biến sẽ bằng zip. Nào, đây là size up model đúng không? Đây. Đấy, đây cái biến này size up model này. Đúng không? Rồi, ghi. Thì chúng ta sẽ là ghi. Nào, bây giờ chúng ta vào model nhé. Add user. User data và chúng ta thêm là data. Bây giờ thêm nhé, thêm id là bằng id đây này. Khi mà chúng ta làm nhé, thầy giải thích này, ở trong bộ đồ đây trả về insert id, nó trả về tên là đây, tức là ví dụ nhập vào giá trị được 5 nhé, thì nó sẽ add user bằng 5, giá trị bằng 6 thì add user bằng 6, giá trị bằng 7 thì add user bằng 7, giá trị mà nó bằng nhập vào đến 10 người thì add user bằng 10. Các bạn hiểu chưa? Tức là insert này bằng bao nhiêu thì nó zip này nó bằng bao nhiêu, nó sẽ đưa về đây. Đấy. Đưa bằng thay cái tên add user sẽ bằng 20 thì cái giá trị này bằng 20. Vậy thì về đến đây thì data nhận thêm một cái cuối là bằng id, mặc dù những cái này là mạng, là gồm có email address này, first name này, last name này, user sex này, user passcode này và user id. Đấy, bây giờ id nha. Xong, đăng ký xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lại quay về, sau khi mà chúng ta ghi xong thì nó lại quay về sign in, thì chúng ta lại gì, lại redirect hôm trước đúng không? Đấy, ghi đăng ký xong rồi chúng ta lại chọn redirect xuống về phía kia, chúng ta ghi chữ redirect. Đấy, rồi chúng ta mở ngoặc ra rồi. Và bây giờ thầy lấy một đường dẫn nha. Đây, thầy sẽ lấy là đường dẫn bằng bay UZL. Như đây nhé, đường dẫn di tên ở đây. À, hôm trước chúng ta vào trong đây, chúng ta vào quản lý điểm đây, chúng ta vào đây, chúng ta copy cái đấy ra này đẹp nhất. Đây không, thầy xin lỗi vào phần danh sách lớp direct đúng không? Có tìm cái tội gì chúng ta làm đúng không?
chúng ta đưa về sai in luôn nhá. Để quản lý điểm này rồi đến đăng nhập. Tiếp theo đăng nhập ở đây là login. Login, ok. Và để đăng ký đăng nhập vào login. Login đó. Còn bay user là ta xem một danh sách hàng bay user là bài bài, ok, giống nhau rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhé. Đây là các em nhìn đây nhé. Đó, đăng nhập này. Đăng nhập chưa có ai, đây là phải vào sign up. Đúng không? Sign up, thầy ghi này. Hoàng Minh a còng gmail.com, mật khẩu 123456789. Đó, phần đêm là Hoàng, last name, last name là Minh, giới tính là nam, size up. Đấy, login. Chúng ta sign up thì xin lỗi, sign up phải chạy về đi. Trên này thầy không gì đây đấy nữa. Đăng ký xong thì nó phải trả về vẫn trả về đấy. Đấy, vẫn phải trả về đấy. Rồi đăng ký xong rồi thì nó sẽ phải trả về login. Để cô đừng dẫn đấy nhé. Đăng nhập login cho em và lấy được đăng nhập login. Quản lý điểm không có chữ danh sách đúng không?
quản lý điểm. Đăng nhập quản lý điểm, chúng ta phải đây. Đấy, ta sai chỗ đường dẫn này nó hơi dài. Password đã được mã hóa thành MD5. Vậy thì chúng ta xóa đi bạn này đi. Thầy xóa đi nhá. Chúng ta làm nó phải test, phải các thứ phải cẩn thận. Rồi bây giờ thầy chọn là email là Lê Thị Hoa a@gmail.com, mật khẩu Hoa 123456. Phát đêm là Lê Thị, phát đêm là Hoa, last name là Lê Thị. Giới tính là nam nữ rồi. Ok, bây giờ sign up nhé. Đấy, sign up xong thì nó lên đây. Các bạn hiểu chưa? Đấy, thế là ta đã làm được đến cái phần này. Thì vì video là video thầy dạy thì nó hơi dài, nhưng chúng ta cố gắng để làm đúng đến phần này cho thầy. Các em quan sát từng tí một, từng giây một để các em làm cho thầy nhé. Rồi thì thầy chúc các em học đến phần sign up, nhớ chưa? Sign in đây, sign up nhé. Cả lớp nhớ cho thầy làm xong. Xong cái thì chúng ta có thể trở về biểu mẫu chính. Thêm một chút nữa về về cái public lớn này. Đấy, để chúng ta có thể vào đăng nhập rồi điều kiện cho nó. Đúng không? Đấy, danh sách hồ sơ đây. Rồi, ok. Đăng nhập ra. Đấy. Chưa có thì chúng ta sign up. Đúng không? Đăng ký, đấy. Thôi thế thầy ngừng video ở đây một tí nhé. Rồi buổi sau chúng ta sẽ hoàn thành cái này. Và qua bài này các em đã hiểu cái cách mà thầy làm để nó bảo vệ được một cái trang web của chúng ta được tốt MD5. Rồi ta có thể bảo mật những cái khác để cho nó không thể vào nó công phá được thành trì của chúng ta, là nó sẽ không công phá được cái thành trì của chúng ta. Cả lớp hiểu chưa?